Thầy xin chào tất cả các bạn nha. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn giải đề thi học sinh giỏi lớp 8 các bạn nha. Thì cái quyển học sinh giỏi lớp 8 này nè, nó nằm ở trong tuyển tập Tết Holiday của thầy nha. Đây là lớp 6 bạn nè, học sinh giỏi lớp 7 nha, ở lớp 8 nè, ở lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Tất cả đều có file nghe các bạn nha, đều có file nghe, đều có đáp án cho các bạn tự học các bạn nha. Thì chào bạn Trang Trang nha, chào Tuyết Mai nha, chào Đỗ Thành nha. Tất cả những tài liệu này đều có file nghe, có đáp án cho các bạn nha. Các bạn lưu ý là ở trên kênh YouTube của thầy nè, trên page của thầy nè, có rất nhiều tuyển tập đề thi các tỉnh thành nha. Ở Bắc Giang bạn nè, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc nè. Đó, tuyển tập đề thi các tỉnh thành Nam Định, Ninh Thuận, Quảng Nam, Phú Thọ, Đà Nẵng nha. Hải Phòng, Hải Dương các bạn nha, Năng Khiếu Hồ Chí Minh nè, Quảng Trị nè và rất nhiều nha. Thầy sắp tới sẽ có thêm nhiều cái tuyển tập đề thi cho các bạn nha. Đáp B1, B2, C1, C2. Thầy đã hướng dẫn cho các bạn đầy đủ luôn rồi nha, ở trên kênh YouTube. Bây giờ trở lại vấn đề chính các bác. Thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn tuyển tập đề thi học sinh giỏi lớp 8 này nha. Thì để mà tải cái file này đó, bạn đọc cái này thầy nè. Bạn đọc cái hướng dẫn ở đây nha. Đó, cứ vào cover của thầy mà tải các bạn nha. Cứ vào đó mà tải. Bây giờ chúng ta đi vào vấn đề chính các bạn nè. Là chúng ta sẽ giải cái đề thi học sinh giỏi lớp 8 này ở các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu làm cùng với nhau các bạn nha. Làm cùng với nhau nè. Thì như thầy có nói đó các bác. Ở trong cái tuyển tập đề thi này thì sẽ có file nghe và có đáp án cho các bạn nha. Đó, bạn nào mà tải cái tuyển tập đề thi này về nè và có file nghe nè thì bạn sẽ nghe được câu số 1 á, là câu C nha. Đề thi này ở mức độ vừa vừa, không khó bạn nha. Đặc biệt phần nghe quá chỉ ở mức độ B1 hơn chút thôi, không khó hơn. Và câu số 2 nè, bạn nghe đó thì bạn chọn thầy ở câu A nha. Đó, có đáp án, có file nghe cho các bạn nha. Câu số 3 nè, bạn chọn thầy câu câu A nha. Thỉnh thoảng chúng ta gặp một cái đề thi dễ quá, đó, phần nghe này nhẹ nhàng. Nhưng mà cứ từ từ các bạn nha, sẽ có những đề khó, những đề dễ. Bởi vì thầy tổng hợp của rất nhiều tỉnh thành các bạn nha. Tiếp tục các bạn nè. Câu số 16 á, thì bạn nào mà nghe được, đây chính là, rồi, một con số các bạn nha, 13 các bạn nè, 13. Tiếp tục câu số 7 các bạn nè, đây chính là ngày số 11 nha. Đó, chịu khó nghe cho thầy nè. Tiếp tục các bạn nha, chúng ta qua câu số 8 nè. Ở câu số 8 này đó, bạn chọn thầy cái từ family nha. Đó, có S. Bạn nào mà nghe ra mà không có S là không đúng đâu nha. Bạn nào nghe không có S là không đúng đâu bác. Thầy sẽ qua câu tiếp theo các bạn nè. Câu số 9 nha. Câu số 9 này đó. Ở đây bạn chọn thầy 690 ở các bạn nha. Rồi, 690. Tiếp tục câu số 10. Bạn nào nghe được cái thầy ở cái tên đường này ở rất là xuất sắc nè. Tiếp tục các bạn nha. Tiếp tục các bạn nè. Ở trong câu số 11 các bác. Ở đây chính là 18.25. Quyển này thầy chia sẻ trên page đó bạn nha. Thầy không có bán tài liệu nha. Các bạn lưu ý nha. Bạn phát võ nè. Thầy ô tô không bán tài liệu nha. Thầy chia sẻ cho các bạn rất nhiều tài liệu. Thầy mới chỉ cho các bạn cách tải đó. Bạn tập tải đi. Bạn nào mà không tải được tài liệu á, thì bị một điểm trừ đó các bạn. Bị một điểm trừ ở trong cái việc mà bạn đỗ chuyên Anh học sinh giỏi đó nha. Tải tài liệu là một cái kỹ năng cơ bản. Thầy hướng dẫn cực kỳ chi tiết rồi. Câu số 13 các bạn nè. Ở đây bạn chọn thầy cái từ gate ly các bạn nha. Tiếp tục các bạn nè. Câu số 14 á. Bạn nào nghe được cho thầy cái từ museum nè. Rất là xuất sắc nha. Tiếp tục câu số 15 á. Bạn nghe cho thầy cái từ some drink các bạn nha. Some drinks. Tiếp tục các bạn nè. Phần nghe tiếp theo. Thì ở trong câu số 16, thầy chào Minh Hiển nha. Thầy chào Minh Hiển nè. Bạn chọn font cho thầy nha. Câu số
17, bạn chọn đúng nè. Câu số 18, chọn đúng luôn. Còn câu số 19 nè, chọn thầy sai. Còn câu số 20 bác, chọn đúng nè. Chúng ta đã xong cái phần nghe của đề thi học sinh giỏi lớp 8 này nha, gồm 20 câu. Bạn hãy chịu khó tải đề thi về và nghe nha. Thầy nói rồi đó, bạn nào mà không tải được tài liệu á, thì rất là dở nha. Tải tài liệu dễ ầm quá, cứ vào bài của thầy, vào cái cơ vờ hồi nãy thì chỉ đó, đọc vào nó mà tải. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần ngữ pháp các bạn nè, phần ngữ pháp này. Câu số 1, các bạn chọn cái chữ nào đây? Thì trong câu số 1 các bạn, đây chính là thuộc dạng rút gọn các bạn nha. Rút gọn nè. Thầy nhìn nè, ở cái ghế ban công đó sẽ bị hư trong thời tiết này. Vậy thì thầy đoán được là để mà không che đậy thì những cái ghế ở ban công á sẽ bị hư trong thời tiết này. Thì thầy đoán được rằng câu này là câu bị động các bạn. Thầy chào bạn Minh Trần nha. Thầy chúc mừng bạn Nga Hồng nha. Đó, thầy cảm ơn tất cả các bạn nha đã theo dõi video của thầy, ủng hộ video của thầy, like video của thầy, share video của thầy. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đó chính là động lực cho thầy Otto làm những cái video các bạn. Cơ bản rằng các video của thầy nhiều khi có 10 lượt xem, 20 lượt xem không sao hết. Bao nhiêu lượt xem thầy vẫn làm trọn vẹn một cái video các bạn. Không thiếu một phần nào. Và thầy cứ từ từ tà tà. Đó, câu số 1 các bạn nè. Thì thầy dịch câu này sang tiếng Việt, hoặc thầy không dịch thầy hiểu, thì câu này chính là câu bị động. Vậy thì những câu nào trong đây là câu bị động thì thầy sẽ để ý tới các bạn. Ở trong câu này nè. Rồi, câu A là câu chủ động nha. Thầy bỏ nè. Đó, bởi vì cái từ leave á, nó còn tính từ các bạn. Tính từ này mang nghĩa bị động, nhưng mà câu chúng ta vẫn là chủ động các bạn nha. Còn câu B nè, đây vẫn là câu chủ động nha. Thầy chỉ có câu C và câu D các bác. Thầy viết thế này nè. Rồi, thầy hiểu cái câu này đó, người ta sẽ viết thế này nè. Đây. À, nếu thầy viết đầy đủ, thầy sẽ viết thế này. Bởi vì nè, cái ghế ban công nha. Ở balcony chair nè. Các bạn nè. Đó. Bởi vì những cái ghế ban công á, đang được nè. A, B, I nè. Left. Rồi. Uncover nha. Thầy hiểu là cái câu nếu viết đầy đủ sẽ viết thế này. Và tại sao thầy dùng thì hiện tại tiếp diễn bị động? Bởi vì cho nó hợp với cái thì tương lai ở đây. Thì bởi vì những cái ghế này nè, nó đang được để không che đậy đó, thì cái ghế này nó sẽ bị hư. Hoặc có bạn nói thầy rằng đây là câu if. Rồi, nếu bạn nghĩ rằng đây là câu if á, thì bạn vẫn có thể viết câu if được các bạn nha. Đó. Có bạn nói thầy rằng if nè, rồi thầy viết lại nha. Cái câu này thầy giải thích hơi dài dòng chút các bạn. Cứ từ từ ta ta. A nè, left nè, uncover nè. Đó. Bạn nào nghĩ tới câu if cũng được luôn. Vậy thì hai chủ ngữ giống nhau, thầy sẽ bỏ. Thầy sẽ rút gọn nha. Thầy sẽ rút gọn nè. Rút gọn thành V3 nếu bị động, rút gọn thành verb in nếu chủ động. Câu chúng ta là câu bị động các bạn. Vì vậy, thầy sẽ rút gọn thành V3 các bạn nha. Tóm lại, bạn nào chọn câu C là đúng này. Cái từ lát còn tính từ đó các bạn. Còn uncover là tính từ bị động mặc kệ nó. Tóm lại câu này là câu bị động. Rồi, thầy xin chúc mừng có bạn đó chọn đúng câu này nha. Rồi, cảm ơn bạn Hồng Anh. Rồi, chúc mừng bạn nào chọn câu C nè. Đó, thầy thấy có bạn Nga Hồng nè. Bạn Huy Nghiên nè. Và rất nhiều bạn luôn. Thầy sẽ qua câu số 2 nhé. Thầy sẽ qua câu số 2 các bạn. Câu số 2. Câu số 1 là ngữ pháp rút gọn khi hai chủ ngữ giống nhau. Còn câu số 2, ở trong câu này, bạn nào mà nhảy, bạn nào mà nhảy nè, nhìn vô một chỗ thôi, sẽ làm được câu này một cách nhanh chóng luôn. Chỉ cần 3 giây, bạn có thể làm được câu này. Giống như một bạn ở Huế đã làm kỳ thi IOE các bác. Bạn làm 3 giây một câu. Thì chỗ này nè, bạn quan sát là có đảo ngữ. Thì chỗ này có đảo ngữ các bác. Thì trong những chữ
dưới đây. Cái nào là dùng cho đảo ngữ? Vậy thì thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy là câu B nè. Đó, các bạn nha, chọn thầy câu B. Lý do đơn giản thôi bác, là câu đảo ngữ. Chỉ khi nó được trộn, ý nói rằng nữa bác, chỉ khi nè, ở cái khí xăng dầu nè, nó được trộn với khoảng 15 lần trọng lượng nó trong không khí á, thì cái gasoline này nó mới cho phép bộ khí, bộ chế hòa khí nó hoạt động cách suôn sẻ nha, trơn tru. Đó, tóm lại câu B là câu bị động, chọn thành câu B. Chúc mừng rất nhiều bạn nha, Phương Anh, Thùy Trang, Hà My nè, bạn Nelson vân vân nè. Thay qua câu số 3 các bạn nha. Câu số 3 nè. Ở trong câu số 3 các bạn thì bạn vừa mới cắt cái vật liệu không đúng chỗ, cắt chưa, cắt rồi. Thì câu này nó trách móc các bạn nè. Câu này câu trách móc nè. Nó nhẽ ra được cắt, nhẽ được cắt. Đây là câu trách móc các bạn nha. Rồi, một chuyện đã làm trong quá khứ, nhưng mà đó, đây chính là câu trách móc, nhẽ ra đã nên. Các bạn chọn thầy câu câu A nè. Thì câu này đó, bạn nào chọn câu B là sai nha. Bởi vì câu này chúng ta là câu trách móc, một chuyện đã xảy ra ở trong quá khứ các bạn nha. Tiếp tục các bạn nè. Câu số 4 nè. Quá trời bạn làm đúng luôn nha. Quá trời bạn làm đúng luôn. Câu số 4 đó, chúng ta qua câu số 4 nè. Thì trong câu số 4 á, đây chính là đảo ngữ soda nha. Đảo ngữ soda. Đảo ngữ soda đó, ở trên kênh YouTube của thầy nè. Ở các bạn, thầy có một cái chuyên đề về đảo ngữ soda nha. Bạn vào kênh YouTube của thầy nè, bạn kéo xuống. Chỗ nào mà có cái chuyên đề thi chuyên Anh đó bác, kéo xuống nè. Chỗ nào mà có chuyên đề thi chuyên Anh nè, 24 video nè. Thì chỗ này thầy có một cái file vừa bài tập vừa lý thuyết đảo ngữ soda, sớt đá, đầy đủ cấu trúc luôn. Tóm lại, cấu trúc của chúng ta là xô cộng tính từ cộng động từ to be nè, đảo ngữ nè, cộng chủ ngữ cộng đát nè. Đó, là câu A. Thì cái bản đồ này quá bối rối đến nỗi chúng ta phải hỏi cái quan chức cảnh sát hướng đi các bạn nha. Cho thầy câu A. Như thầy đã nói, thầy có một cái video hướng dẫn cho các bạn đầy đủ cấu trúc của cái này nha. Chúng ta qua câu tiếp theo bạn nè, câu số 5. Thì trong câu số 5 đó các bác, ở trong câu này, bạn nào thấy được nè, wooden hat mask nè, đó, thì bạn nghĩ tới đây chính là câu câu im các bác. Đây chính là câu im. Nhưng mà nó ít mấy? Ít mấy đây? Thì muốn biết ít mấy, hãy hiểu câu này hoặc dịch sang tiếng Việt nha. Thầy chào bạn Minh Đức, thầy chào rất nhiều các bạn nha. Thầy chào các bạn nha. Đó, bạn Huy Nghiên, bạn Trà My nè, bạn Phương Anh, bạn Anh Tuấn nha, bạn Anh Khôi nè, làm bài cực kỳ tốt nè. Thì ở trong câu số 5 á, đây chính là câu íp đảo ngữ quá, nhưng mà íp máy. Thầy bỏ câu C nè. Thầy bỏ câu C, bởi vì nó không ra íp nào hết thì bỏ. Thầy bỏ câu D, nó cũng chả ra câu íp nữa hết thì bỏ. Để mà khỏi suy nghĩ quá, khỏi suy nghĩ chi cho nó mệt. Thầy chỉ có câu A và câu B. Thì đây chính là đảo ngữ íp loại loại 3. Mà đảo ngữ íp loại 3 đó, thầy đưa chữ head lên đầu, thầy không được đưa chữ not lên đầu. Tóm lại, câu số 5 thầy chọn câu B. Và những bạn nào chọn câu B là đúng các bạn nha. Đó, Phương Anh và bạn Huy Nghi, Trà My nè, rất nhiều bạn đã đúng nha. Thầy qua câu số 6 bạn nha. Câu 6 nè. Anh ấy thì rất là mệt các bạn. Anh ấy làm công việc nhà tất cả buổi sáng rồi. Thì nếu chỗ này là thì hiện tại, thì chỗ này là thì hiện tại hoàn thành. Tuy nhiên, chỗ này là thì quá khứ. Vậy thì chỗ này là quá khứ hoàn thành các bạn nha. Bạn nào mà chọn câu A hoặc câu B là bạn mới đánh lừa nha. Bạn mới đánh lừa đó. Ở trong câu này, bạn chọn thành câu D. Có nghĩa rằng trong quá khứ anh ấy mệt. Trước thời điểm trong quá khứ đó, anh ấy đã dọn nhà, lau nhà. Trước thời điểm trong quá khứ, trước thời điểm anh ấy mệt
Thì trước một thời điểm trong quá khứ, các bạn chọn quá khứ hoàn thành các bạn nha, chính là câu D. Thầy thấy có rất nhiều bạn chọn câu A nha. Không đúng đâu các bạn. Chúng ta sẽ qua câu số 7 nha. Câu số 7 các bạn nè. Thì trong câu số 7 á, tôi không đổ cái kỳ thi lái xe. Cái người kia nói sao bác? Cái người kia nói sao? Thì quá kém. Rồi, quá kém. Quá tội nghiệp. Câu B các bác, chúc may mắn lần sau. Xin chúc mừng, cảm ơn. Ở trong câu này, có bạn chọn câu A. Thì câu A mình nói chơi vui đó bác. Ở trong tiếng Anh á, thì người ta chú trọng tới cái việc là chúng ta lịch sự hơn các bạn nha. Chia sẻ và lịch sự hơn. Chúng ta chọn cái câu hay nhất là câu D các bạn nha. Chúc may mắn lần sau. Là câu phù hợp nhất các bạn nè. Thầy qua câu tiếp theo nha. Quá trời bạn đúng luôn. Có rất nhiều lễ hội trong mùa xuân. Tôi thích lễ hội chùa nhất. Tóm lại trong câu này. Đây là một cái câu phẩy một cái câu. Thì thầy chỉ có thể chọn câu C các bạn nha. Chỉ có thể chọn câu C. Thầy không cần dịch sang tiếng Việt. Thầy thấy thì chọn luôn. Bởi vì đây là một cái câu quá. Còn ba chữ này nè. Nó còn một cái cụm từ nha. Bạn Thùy Trang, bạn vào rất nhiều bạn nha. Đã đúng câu này nha. Đó, bạn Phương Thảo và Vân Vân nè. Bây giờ thầy sẽ qua câu số 9 các bạn nha. Câu số 9 nè. Thì trong câu số 9 các bác, anh ấy là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn. Thì ở trong câu số 9 này á, sẽ có bạn nhầm nha. Sẽ có bạn nhầm. Thì có bạn nói thầy rằng đó, trong câu này em dùng cái từ who. Vậy thì thầy hỏi bạn rằng, nếu bạn dùng chữ who á, thì tại sao ở đây là V1? Nếu bạn dùng chữ who chỗ này thì quá khứ mới đúng chứ. Nó là V1. Tóm lại, đây là quá khứ. Bạn cũng không chọn chữ who quá. Câu đó sai. Tóm lại trong câu này đó, bạn nhớ thầy nè. Cái người duy nhất, cái người đầu tiên, thì bạn chọn cái thầy, to verb các bạn nha. Thầy ví dụ nè, Armstrong là người đầu tiên để mà lên mặt trăng đó, Armstrong đó, is the first person to nè, to set foot on các bạn nha, to set foot on. Bạn nào mà who set là sai ngay, bởi vì chỗ này người duy nhất nè, đó người đầu tiên, lưu ý nha. Thầy thấy có bạn sai quá trời đó. Chúng ta qua câu tiếp theo nè. Các bạn nè. Câu số 10 nha. Thì quyển sách này nó gì đó năm chương các bác. Quyển sách này cái gì đó năm chương. Thì chỗ này chữ of nè. Trong câu này thầy bỏ chữ has nha. Câu B, câu C các bác. Nó hơi kỳ kỳ không đúng. Còn có như bạn nghĩ câu A. Câu A không đúng các bác. Câu A đi với chữ of này với điều kiện. Đây là câu bị động. Mà câu này không phải câu bị động. Nên nó không đi với chữ of. Thì trong câu này đó, thầy chọn câu D các bác. Chúng ta có cái từ consist of nè. Nó cộng với câu, nó dùng cho câu chủ động các bạn nha. Và nó cộng với từ of nha. Đó, bạn Thanh Mai và bạn Nguyễn Thư đúng nè. Tiếp tục các bạn nè. Thầy sẽ qua cái phần workform nha. Đây là phần workform. Thì phần workform ở mức độ bình thường các bạn nha. Đây là phần workform ở mức độ bình thường nè. Chủ đề của chúng ta là phỏng vấn xin việc. Thì hầu hết mọi người cảm thấy rất là lo lắng các bạn khi họ đi xin việc nè, cho công việc mới. Đây không ngạc nhiên, bởi vì các bạn có công việc á, có công việc cái mà người ta muốn thì rất là quan trọng. Thì người ta, cái người mà được phỏng vấn, bị phỏng vấn, bạn thấy người ta dùng mệnh đề quan hệ rút gọn rất là nhiều đó. Mong đợi những người phỏng vấn thì gì nhỉ? Câu số 1 các bác. Ở trong câu này, những người được phỏng vấn, mong đợi người phỏng vấn thì gì? Ở đây, chọn thẳng từ khách quan các bạn nha. Chính là cái từ objective. Đó, đây chính là khách quan các bạn. Chúng ta có cái tính từ nha. Nó vừa hợp ngữ pháp to be cộng tính từ. Và nó vừa hợp nghĩa luôn. Chính là khách quan. Mong muốn khách quan. Tiếp tục nè.
thì làm phù hợp một ứng cử viên với cái bản mô tả công việc. Thì đây là cái co-location của bạn. Ở đây bạn có từ job nè. Đây là một cái co-location của bạn nha. Cứ thấy từ job, người ta cho bạn từ describe. Thì bạn chọn thấy cái từ job description của bạn nha. Đó, đây là bản mô tả công việc. Thì phù hợp ứng cử viên với bản mô tả công việc nè. Tuy nhiên các bạn, cái mà thường xảy ra trong thực tế đó là rằng những người phỏng vấn á, làm những cái quyết định cái mà không nhiều hơn là phản ứng với cái gì đó của ứng cử viên. Thì trong câu số 3 đó các bạn, bạn có chữ make, thì make ở đây bạn có cái từ decide là động từ, thì chỗ này bạn chọn thành từ decision nè. Mà ở trước đó các bạn, bạn không thấy chữ a, ở đây thầy thêm s các bạn nha. Thầy thêm s bởi vì phía trước nó không có chữ a và chữ này là đếm được. Tuy nhiên trong thực tế đó, những người phỏng vấn thường quyết định cái mà không thì không ít hơn là phản ứng với tính cách của ứng cử viên. Ý câu này muốn nói rằng đó bác, năng lực ok nhưng mà bỏ qua bên, bởi vì thông thường á, các ứng cử viên xem nhau không à, người này nhỉnh hơn kia một chút xíu, không quan trọng, quan trọng là cái tính cách các bạn nha. Cái tính cách gọi là dễ chịu nè, hòa đồng nè các bạn nha. Người ta cần những người phù hợp nhất các bạn nha, cái người mà có thể dễ dàng thích nghi với những người khác, nói chuyện vui vẻ hoạt bát nè, không cần những người nào giỏi nhất mà nói chuyện rất là khó khăn, rất là khó tính. Ý câu này là vậy các bạn. Thì ở trong câu này các bạn chọn thấy từ personality các bạn nè, đó với tính cách của ứng cử viên. Bạn phạm không và rất nhiều bạn đã đúng nha. Thầy qua câu theo nè. Vì vậy các bạn nhớ thầy nha, sau này các bạn đi xin việc, các bạn lưu ý rằng đừng bao giờ nói rằng tôi là người giỏi nhất. Họ không cần những người giỏi nhất các bạn. Họ cần những người có thể biết lắng nghe, biết hòa đồng với mọi người, biết làm việc cùng cái tập thể, biết hy sinh cho công ty, đặt lợi ích của công ty trên hết, chứ không cần người giỏi nhất các bạn nha. Mà lúc nào cũng khó chịu cao có. Giỏi là tốt nhưng có những kỹ năng khác như là giao tiếp này, nói chuyện cách tự nhiên dễ dàng, hòa đồng với mọi người, vân vân, rất là quan trọng. Tiếp tục các bạn nha. Thì thậm chí những người phỏng vấn đó, có lẽ họ cũng không nhận ra rằng, hoặc họ cũng không có ý thức rằng, đó, tóm lại trong câu này, bạn nhìn nè, chỗ này thầy có dấu phẩy nha, thầy đánh thiếu quá bác. Thậm chí những người phỏng vấn có kỹ năng, có lẽ họ cũng không có nhận ra, họ cũng không có ý thức. Ý thức là họ thích những người làm họ thư giãn, relax. Ý nói rằng nói chuyện khách thoải mái quá. Đó, không phải đào to búa lớn mệt mỏi. Ở đây, cứ giữ hai dấu phẩy, bạn dùng cái thay là trạng từ. Bạn nào dùng cái thay chữ này nha. Tóm lại rằng, không có ý thức các bạn. Cái câu này nó mang ý nghĩa là cái người phỏng vấn mà không có kinh, có rất nhiều kinh nghiệm đó, thì có thể họ cũng không nhận ra và họ cũng không có ý thức biết được là họ thích những cái người mà làm cho họ thoải mái. Ở trong câu này bạn có một cái co-location các bạn. Ở đây bạn có cái từ at nè. Thì chỗ này đó, co-location của chúng ta chính là SE các bạn nha. Đó, làm cho ai đó cảm thấy thoải mái. Tiếp tục nè. Thì hãy ghi nhớ điều này. Nếu bạn đi phỏng vấn nè, bạn nên cố gắng làm ấn tượng tốt từ ban đầu bằng cách thể hiện cho người phỏng vấn với cái phiên bản tốt nhất của bạn, bản thân bạn. Ý nói rằng bình thường bạn ít nói nhưng mà đi vào phỏng vấn đó, hãy cố gắng thể hiện cái phiên bản tốt nhất của mình nha. Hòa đồng, hòa nhập, vân vân nha. Thì nhấn mạnh cái gì đó của những kỹ năng mà bạn có nè. Đó, đầu tiên là cái ấn tượng ban đầu, sau đó thì mới vào vấn đề chính nha. Là
nhấn mạnh cái danh từ của bạn. Và danh từ của chúng ta chính là cái từ variety này, cái sự đa dạng của những kỹ năng mà bạn có. Thì bạn phải dường như rất tích cực các bạn và nhiệt tình như có thể. Tóm lại ở đây có từ positive là tính từ, thì chỗ này bạn cũng cần dùng cho thầy một cái tính từ luôn, và tính từ của chúng ta chính là enthusiastic các bạn nè, nhiệt tình đó, vừa tích cực vừa nhiệt tình các bạn nha. Đó chính là cách cho bạn nè để thuyết phục cái người phỏng vấn rằng bạn là ứng cử viên phù hợp nhất cho công việc. Chúng ta đã xong phần buộc form bạn nha. Phần buộc form này nhẹ nhàng các bạn, nhẹ nhàng. Bây giờ mình qua một cái phần giới từ của bạn nè. Phần giới từ này cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Câu số 1. Thì buổi sáng nay tôi thức dậy, quá dễ luôn, rất dễ với các bạn. Thì buổi sáng nay tôi thức dậy khoảng 10 giờ, tôi pha cà phê các bạn. Tôi đem nó vào phòng ngủ và tôi đặt kế bên cái bàn gần phòng ngủ, bên cạnh đó là người vợ của tôi đang ngủ. Tôi làm chuyện này theo thói quen đó, cái ritual đó, làm cái nghi lễ này, cái thói quen này đó, hai lần một tuần. Ý nói rằng đem cà phê vào phòng ngủ uống. Tôi làm nó vào thứ bảy và sáng chủ nhật các bác. Còn câu số 2 nè, cái câu này mình hiểu vào những ngày khác của tuần, thì chỗ này bạn chọn hai chữ on nha. Bạn Minh Thường nè, bạn Huệ Kim nè, đó đã đúng nè. Tiếp theo nè, chúng tôi đi làm việc ở những thời điểm khác nhau. Thì ở câu này đó, thầy hiểu rằng đây chính là chữ at, ở những thời điểm khác nhau. Và tôi luôn luôn thức dậy đầu tiên để mà giúp những đứa con tôi sẵn sàng đi học. Thì chỗ này các bạn, cái từ ready for nè, đó, quá easy luôn. Tiếp tục các bạn nè, tôi drop off ấy, là chở tới bỏ xuống. Rồi, bạn có từ drop off nè. Tôi bỏ chúng xuống bên ngoài trường học các bạn, ở cái mà là một cái tòa nhà Victorian cũ nè, trên góc của con đường này. Sau đó thì tôi đi làm việc. Tiếp tục các bạn nè, tôi làm việc ở một cái công ty đó, ở trung tâm thành phố. Tôi luôn luôn có vấn đề tìm kiếm chỗ đậu xe. Vợ tôi nói rằng tôi luôn luôn phàn nàn về giao thông và ô nhiễm. Thì câu số 6 các bạn, ở đây bạn có phàn nàn về các bạn nè, about các bạn nha, giao thông và ô nhiễm nè. Cái mà thì đúng nè, bạn thấy đó, tôi lớn lên ở miền quê. Đủ ấp các bạn nha, quá dễ dàng không? Tôi gần gũi với thiên nhiên và tôi chưa bao giờ quen với cái việc mà sống ở thành phố quá. Đây chỉ là gót siêu tù nè. Tôi nghĩ cái điều duy nhất tôi nhớ về cái việc sống ở thành phố như thế này là đi tới buổi hòa nhạc, đi tới rất nhiều loại buổi hòa nhạc khác nhau. Thì câu số 9 đó các bạn, ở đây bạn chọn cái thầy cái từ về các bạn nha, bởi vì nó hợp nghĩa quá. Đó, tóm lại rằng cái thứ duy nhất mà tôi nhớ về cái việc sống ở thành phố là cái này. Tiếp tục nè, tôi thích nhạc rock và nhạc cổ điển, và đặc biệt đi rạp chiếu phim, cái nơi mà tôi đặc biệt thích. Ôi câu này nhẹ nhàng quá. Ở đây bạn có cái từ key, bạn chọn là chữ on nha. Tôi nè, tôi cũng thích đồ ăn ngon và thỉnh thoảng thì đi chơi ăn tối trong nhà đẹp quá, tuyệt vời. Nhưng mà hầu hết thời gian chúng tôi ăn ở nhà. Cái nơi mà thức ăn thì rất là ngon, ngoại trừ khi tôi nấu. Ý nói rằng tôi nấu rất là dở. Chúng ta qua cái phần sửa đổi sai bạn nha. Đây, sửa đổi sai nè. Thì phần sửa đổi sai này, trong câu này có 10 lỗi quá. 10 lỗi. Để làm tốt dạng này, các bạn cần làm nhiều bài tập nha, sẽ biết được liền. Thì lỗi đầu tiên đó bác, người ta đã làm cho các bạn, chỗ này có S nè. Đó, bởi vì mình nói chung chung các bạn. Mình nói chung chung, chỗ này có S này nha. Hầu hết người ta nghĩ về máy tính là những phát minh hiện đại nè. Sản phẩm của, ở cái thời đại, công nghệ của chúng ta. Tiếp tục các bạn nè. Nhưng thật ra một ý tưởng cho máy tính á, nó đã được phát minh qua hàng nhiều thế kỷ.
bởi một người đàn ông được gọi là cái ông này. Tóm lại, đây là lỗi sai đầu tiên các bạn nè. Bạn có cái từ which nha, was called. Đó. Và bạn rút gọn thành cái V3 nha. Bạn bỏ chữ which, chữ was đi nha. Rút gọn thành cái V3. Chúng ta qua câu tiếp theo các bạn nha. Chúng ta qua câu tiếp theo các bạn nha. Thì ông này được sinh ra vào năm này các bác và lớn lên. Rồi, một cái lỗi sai tiếp theo bạn nè. Thì chỗ này đó, bạn chọn thầy thì quá khứ nha. Bởi vì đang kể về ổng nè. Đây nè, ổng được sinh ra và ổng lớn lên nè. Để trở thành một nhà toán học thiên tài các bác, ông ấy đã tạo ra rất nhiều kế hoạch nè. Cho rất nhiều cái máy tính. Cái mà ông ta gọi là engines, là động cơ. Thì chỗ này bác tiếp tục một lỗi sai nữa bạn nè. Thì chỗ này đang thay thế cho vật mà bạn thấy người ta dùng chữ chữ người các bạn nha. Đây chính là chữ chữ quyết các bạn. Thầy qua câu tiếp theo nha. Nhưng dù cho sự thật rằng ông ấy bắt đầu làm những cái máy này, ông ấy chưa bao giờ hoàn thành bất cứ cái máy nào. Ở trong câu này bác nhìn như vậy, nhưng bạn nào không làm nhiều, bạn sẽ khó nhận ra. Các bạn có cái từ despise nha. Đó, despise the fact that các bạn nha. Đây chính là bất chấp sự thật là ông ấy bắt đầu làm rất nhiều máy. Thì ông ấy chưa bao giờ hoàn thành bất cứ cái máy nào. Thì chỗ này bạn chọn là chữ đồng nè. Đó, em đi đồng các bạn nha. Chúng ta qua câu tiếp theo bạn nè. Chúng ta qua câu tiếp theo nha. Thì qua nhiều năm các bác, người ta đã tranh cãi liệu cái máy này nó có làm việc được hay không. Thì tuy nhiên gần đây nè, một cái viện bảo tàng khoa học ở London ấy, đã hoàn thành xây dựng cái động cơ này dựa trên một trong những thiết kế của ông này. Thì các bạn có một lỗi sai nữa nè. Đây chính là cách sử dụng article của bạn nha. Thì chỗ này đó, bạn dùng thầy chữ đờ nè. Bởi vì cái viện bảo tàng này, nó đã được xác định quá. Nó có tên riêng và nó ở London nè. Nên chọn thầy chữ đờ các bạn nha. Tiếp tục nè. Thì chỗ này bạn từ phía này sắp. Mà chỗ này người ta dùng V1 nè. Có gì đó không ổn. Thì chỗ này bạn chọn thầy cái từ building nè. Tại sao thầy dùng cái từ building các bạn? Bởi vì bạn có finish cộng to verb hoặc verb in ở trong câu này. Nó có ý nghĩa là hoàn thành cái việc xây dựng cái cỗ máy. Cái mà dựa trên những thiết kế của ông này. Rồi, chúng ta sẽ qua cái lỗi tiếp theo bạn nha. Chúng ta qua lỗi tiếp theo nè. Bạn Minh Thương đã đúng nè. Thì nó đã tốn 6 năm để hoàn thành và hơn 4.000 phụ kiện đã được làm. Tóm lại rằng nó tốn 6 năm để hoàn thành và hơn 4.000 phụ kiện được làm. Ở trong câu này các bạn, bạn nhìn nè, hiện tại hoàn thành. Chỗ này ta dùng hiện tại hoàn thành luôn. Là câu này đúng rồi. Sai là sai chữ này các bạn nè. Thì ở trong câu này đó, các bạn bỏ thầy chữ over các bạn nha. Bạn bỏ chữ over hoặc bạn bỏ chữ more. Một trong hai chữ này, bạn bỏ một chữ cho thầy. Lý do là hai chữ này nó có nghĩa tương tự nhau các bạn nha. Hai chữ này nghĩa tương tự nhau. Các bạn bỏ thầy một trong hai chữ nè. Tiếp tục nè. Liệu nó có vận hành được hay không? Thì cái máy này sẽ được trưng bày ở cái viện bảo tàng này. Thì ở trong câu này nè, bạn thấy chủ ngữ số ít á. Mà chỗ này nó không có S. Nó có vấn đề các bạn nha. Rồi, chỗ này các bạn chọn thay cái từ works này. Đó. Bởi vì chủ ngữ số ít thì động từ cũng số ít luôn. Cái máy này sẽ on show, sẽ được trưng bày ở cái triển lãm này, ở trong cái viện bảo tàng này, để nhắc nhở người ta về cái công việc của ông này.
Thì trong câu số 12 các bác, ở trong câu số 12 nè, ở đây bạn có chữ remind. Thì chỗ này bạn thấy người ta dùng chữ about nè. Bạn dịch sang tiếng Việt đó thì bạn thấy nó đúng. Nhưng mà cái từ remind các bạn nha, người ta dùng chữ of nè. Đó, nhớ thầy, remind of nè. Để nhắc nhở người ta về cái tác phẩm của cái ông này. Thì làm xong bạn đếm nè. Ở trong bài các bạn, người ta nói là 10 lỗi sai. Thì chỗ này bạn đếm nè. Cái này ví dụ không học tính nha. 1, 2, 3 nè. 4, 5 nha. 6 nè. 7 nè. 8, 9, 10. Rồi, chúng ta đã tìm xong 10 lỗi các bạn nha. Bây giờ các bạn, thầy và các bạn qua cái bài đọc hiểu nha. Bài đọc hiểu này. Bài đọc hiểu của đề thi chúng ta các bạn là Heading Margin các bạn. Nhưng mà bởi vì các bạn thi học sinh giỏi lớp 8 á, nên nó nhẹ nhàng, nó không khó giống cái dạng IELTS bạn nha, nó dễ hơn. Câu số 1 nè, ở trong câu số 1 nè thì bạn quan sát nè, ở đây nó nói rằng nó là một vị trí, một nơi tuyệt vời để khám phá vân 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 vân. Thì chỗ này đó thầy sẽ chọn câu số 2 các bạn nha, một địa điểm lý tưởng. Thầy qua câu tiếp theo nè, câu số 4 bạn nè. Câu số 4 á, nó có những cơ sở vật chất thể thao tuyệt vời, nó có hồ bơi, nó có phòng gym quá. Thì chỗ này thầy sẽ chọn là câu số 4 bạn nha. Đây chính là cái rồi cái chủ đề của cái đoạn này nha. Cái chỗ ở, cái nơi mà bạn tới á, nghỉ dưỡng hoặc là bạn ở bạn vui chơi rất là thoải mái. Tiếp tục các bạn nè. Thầy qua câu theo nè. Ở đoạn C đó, người ta có cái từ sự giải trí chất lượng cao. Thì ở trong câu này thầy chọn số 1 nha. Đó, thầy chọn số 1 các bạn. Cái phần này nó nhẹ nhàng các bác, không khó. Tiếp theo nè. Mua đồ ăn và những cái đồ đạc cần thiết khác ở siêu thị. Thì ở câu đoạn văn D đó, thầy chọn số 3 nha. Đây chính là food and drink các bạn nha. Còn ở đoạn cuối cùng nè. Đây nè, các thành viên của nhân viên chúng tôi. Ý nói rằng những người phục vụ của chúng tôi đó, vân vân đó. Thì ở đoạn E, bạn chọn hay số 6 nè. Đây chính là our team các bạn nha. Rồi bây giờ mình qua cái bài đọc hiểu thứ hai nè. Cái bài này nó có tới 3 bài đọc hiểu quá. Nó sắp xếp từ nhẹ nhàng tới khó hơn chút, rồi tới khó hơn chút. Đây. Để làm tốt phần đọc hiểu, bạn đọc câu hỏi nha. Độ tuổi kết hôn ở Nepal đó phụ thuộc vào số tiền mà gia đình có. Rồi, trong câu này nè. Độ tuổi kết hôn ở Nepal phụ thuộc vào số tiền mà gia đình có nè. Thầy có câu này nè, các cô gái từ gia đình giàu có kết hôn 2 năm trễ hơn gia đình nghèo. Đó. Căn cứ vào câu này, thầy sẽ chọn câu này là đúng các bạn nha. Câu đúng. Thầy qua câu số 2 nè. Các gia đình muốn để mà gả con gái của họ sớm để kiếm tiền. Thì câu này thầy chọn sai. Lý do thầy chọn sai. Chỗ này không phải để kiếm tiền các bác, mà là để giảm gánh nặng về tài chính. Ý nói rằng gia đình rất là nghèo, không có cơm ăn. Bây giờ gả chồng đi, gả con đi để mà bớt đi cái phần ăn uống trong gia đình nữa bác. Đó bạn thấy không? Rất rất là vất vả. Thầy qua câu số 3 nè. Bố mẹ, cái người mà gả con cái của họ trước cái độ tuổi cho phép thông thường trả tiền phạt. Thì câu này thầy chọn sai nè. Lý do thầy chọn sai bởi vì chỗ này nè. Đây nè. Luật liên bang phát biểu rằng phạt cái việc kết hôn còn trẻ thì ở tù 3 năm và một món tiền phạt lên tới 10.000 rupee nè, 102 đô.
Euro 102 bảng. Nhưng các bản báo cáo cho thấy rằng cái luật này hiếm khi được áp dụng. Ý nói rằng các bạn là luật quy định là như vậy nhưng mà ít khi được áp dụng. Vì vậy thầy chọn cái câu này là sai nha. Luật quy định chuyện này nhưng trong thực tế ít khi áp dụng. Nên là không phải thường xuyên trả đâu các bạn, ít thường xuyên trả mới đúng. Thầy qua câu số 4 bạn nha. Thầy câu số 4 nha. Chính phủ không làm nhiều để mà ngăn cản cái việc kết hôn còn trẻ. Thì trong câu này đó, thầy chọn câu này là sai nha. Lý do các bạn nè. Lý do trong câu này nè. Chỗ này các bạn nè. Chỗ này nè. Đó. Chính phủ cam kết để mà chấm dứt cái chuyện này với sự hợp tác của toàn xã hội văn minh. Vì vậy thầy chọn nó sai các bạn nha. Còn câu cuối cùng nè. Tuy nhiên sau trận động đất và cái môi trường khủng hoảng nhiên liệu, có nghĩa rằng cái tiến bộ này, cái tiến triển này rất là chậm. Ý nói rằng những cải cách này rất là chậm. Vì vậy trong câu số 5 thầy chọn câu này là câu đúng các bạn nha. Thì tiêu cực nè, với cái việc mà xóa bỏ kết hôn với những người trẻ đó, bạn có cái từ eradication nè, xóa bỏ các bạn nha, kết hôn với những người trẻ. Chỗ này thầy chọn đúng nha. Rồi, chúng ta đã xong 1 phần 2 đề thi học sinh giỏi lớp 8 các bạn nha. Còn 1 phần 2 nữa bạn. Một bài đọc hiểu tiếp theo nè. Và cái bài guided close test nè. Và bạn có một cái bài open close và phần viết câu. Thì phần này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn ở video tiếp theo bạn nha. Đó, thầy xin nhắc lại nha. Tuyển tập này có đáp án, có file nghe. Bạn vào bạn tải về bạn làm các bạn nha. Và thầy cũng nhắc lại nữa nè. Thầy auto có nhiều tài liệu lắm. Đây nè. 6 tuyển tập chuyên học sinh giỏi đã hướng dẫn trên YouTube rồi nè. Test B2, C1, C2 nè. Đó. Rất nhiều các bạn nha. Đây. Rất rất nhiều luôn. Trại hè Hùng Vương, học sinh giỏi quốc gia ở các tỉnh thành nha. Đó, các bạn ở đây. Thầy xin cảm ơn các bạn nha, đã theo dõi video của thầy nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video của thầy. Xin cảm ơn các bạn. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Và hẹn các bạn ở những video tiếp theo nha. Rồi, đó, bạn Thu Giang nè. Bạn Thu Giang, bạn Phương Anh nha. Và rất nhiều bạn luôn. Bạn Minh Ngọc nè. Vân vân nha. Đã có sự làm bài cực kỳ tốt luôn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Và thầy sẽ dừng ở đây nha. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.